rất đơn giản thôi. Nhưng mà nếu lỡ sau này em nào về các cái địa phương mà không có điều kiện, thực tế ra thì cái này thì bây giờ và công tác hiện đại thì chúng ta cũng thay thế rất là nhiều, nhưng mà có những cái địa phương cái dụng cụ này nó cũng phải là dễ. Ở đây đây là một hình ảnh một dây thang mềm đấy, bệnh nhân họ có hai tay họ khỏe nhưng mà họ không tự ngồi lên được, các em thấy chưa? Thế thì người ta làm cái dây này, người ta gắn đầu giường và bệnh nhân họ tự ngồi lên. Đây là một cái bệnh nhân bị chấn thương đốt sống cổ, các em thấy không? Cái tay nó còn có lực nhưng hai chân và cái lưng thì người ta không ngồi được, và người ta phải dùng cái thang này, người ta kéo dần lên. À, cái thang này cũng tương tự như cái bên kia, nhưng mà có thể làm cái dây thang này nó cứng hơn. Cái vật này có thể làm trong này cái tre nó quấn lại, bệnh nhân nó ngồi cũng kéo như vậy. Cái ly các em sẽ thấy tại sao làm cái ly có hai cái càng hai bên, và ở đây có một cái khuyết, cái này bị khuyết đi. Và chúng ta nên nhớ rằng là khi chúng ta uống nước á, là thường là chúng ta uống ly nước và cái đầu chúng ta ngửa ra sau. À, cái ly mà nếu mà ly bằng thế này á thì cái đầu chúng ta ngửa ra sau, và khi ngửa ra sau thì nước nó vào hết hoàn toàn. Nhưng đối với một cái bệnh nhân bị chấn thương đốt sống cổ, bị liệt, thấy chưa, cái tay họ không đủ đứng lên cao thì dùng hai cái vật hai bên này để giữ cho cái bàn tay của họ này, giữ cho bàn tay của họ khỏi bị rơi cái ly. Thứ hai, cái khuyết này các em là thấy một cái công dụng đó là gì, là cái tay này đưa cái ly này cao hơn mà cái đầu họ cũng cần ngửa ra sau, chú ý như vậy. Họ đưa cái ly để hết nước trong ly nhưng mà cái đầu họ cũng cần ngửa ra sau, nếu để còn nguyên cái ly thì cái đầu buộc đồng cái đầu họ ngửa ra sau. Mà những cái bệnh nhân chấn thương đốt sống cổ hoặc là những cái bệnh nhân bị cứng xơ cứng cổ thì người ta cái tư thế đó rất là khó khăn, mặc dầu nhìn thì đơn giản vậy nhưng mà nó sẽ ứng dụng rất tốt cho bệnh nhân khi sử dụng. Cái cùi mặc áo các em thấy rất là đơn giản nhưng mà cứ nghĩ là không bao giờ dùng để làm gì, nhưng mà những người bị liệt, những người bị liệt nửa người thì cái tay khỏe của họ phải chứ, đúng ra là chúng ta khi mà cài cúc áo là chúng ta dùng hai tay, một tay là giữ cái vạt áo bên kia rồi một tay là đốt cái nút vào trong cái lỗ. Thế thì người bị liệt người ta tay bên kia họ không làm được gì, còn cái tay còn lại họ làm, thì họ sẽ dùng cái đầu thép này họ móc cái họ nút vào đây, thấy chưa, họ kéo qua. À, tức là họ xuyên qua cái lỗ áo và họ móc cái hụt nút, họ kéo qua, vì họ sử dụng một tay thôi cho họ không sử dụng được hai tay như người bình thường, cho nên cũng giúp cho họ. Đây là những cái dụng cụ mà làm cái gì cho người khuyết tật họ độc lập, nếu không thì chúng ta phải mặc áo cho họ, thấy chưa, nhưng mà họ không không muốn như vậy, họ phải tự làm và tự sinh hoạt, họ tự độc lập, tự cởi áo và tự mặc áo. Cái nẹp này mục đích là cái để gì, người ta bỏ cái muỗng là khi để người ta xúc ăn. Các em thấy là khi đánh răng này những cái bàn tay nó bị tổn thương thì cái bàn tay là khi tổn thương là các em nên nhớ là khi bàn tay mà cầm nắm các cái vật càng lớn á thì cái chức năng càng yếu. Cái chức năng của bàn tay nó tốt nhất là nó cầm nắm những cái vật càng nhỏ thì chức năng càng tinh tế, chứ không phải là cầm nắm cái vật lớn là nó tinh tế đâu, vật càng nhỏ thì nó càng tinh tế. Ví dụ những cái bệnh nhân này thì họ không thể nào cầm được cái bàn chải đánh răng, và chính vì thế người ta làm cái người ta gắn vô và bệnh nhân nó tự đút cái bàn chải đánh răng vô để người ta đánh răng. Bệnh nhân thường là bệnh nhân bị liệt nửa người, còn tay bên kia người ta khó khăn làm nhưng mà người ta tập huấn luyện như vậy, hoặc là khi ăn thế người ta bỏ cái thìa muỗng vô người ta ăn.
Nhìn cái dụng cụ thì rất là đơn giản, nhưng mà các em thấy nó hỗ trợ cho bệnh nhân rất là nhiều, giúp cho bệnh nhân trong sinh hoạt. Và đây là cái dạng phục hồi chức năng hoạt động đây. À, về cái ngồi viết này, các em thấy không dễ gì bệnh nhân sẽ cầm cái ngồi viết để viết. Để khắc phục cái này thì người ta cũng làm nó đẹp như vậy, có cái khóa và người ta đút cái bút vô và cho bệnh nhân viết. Và tập viết hàng ngày, tập viết hàng ngày để giúp cho bệnh nhân cải thiện về cái chức năng. Cắt móng tay thì các em thấy nếu bình thường nó cắt cũng rất là khó khăn, nhưng mà nếu gắn vào một cái miếng khá lớn như thế này, có cái đòn bẩy thế này thì họ cắt là dễ dàng hơn. Một vài cái dụng cụ khác để giúp cho họ, ví dụ cái muỗng, chúng ta phải gắn vào cái vật nó mềm to hơn, người bút người ta gắn vào một cái vật lớn hơn, thấy chưa, để giúp khi người ta cầm nắm nó dễ hơn. Các em nên nhớ khi tổn thương khi cái bàn tay thì cái cầm nắm nó rất là khó khăn, cho nên người ta cần phải các cái dụng cụ thay thế như vậy. Đây là một cái bong bóng, bóng hơi tròn vậy, hoặc là làm bằng mút, hoặc là làm bằng nệm gối, gối tròn này. Thì cái gối tròn này á, mục đích để thả đứa trẻ, đây là một đứa trẻ bị vài não, ngồi rất là khó khăn, thì người ta thả vào trong này thì đứa trẻ nó được giữ lại, không té qua và trẻ lại, và nó hoạt động tốt hơn. Ví dụ như một cái đứa trẻ nó vì mình mà nó ngồi cái chân nó là, các em biết vì sao không, những đứa trẻ bài nào á, là khi cái chân mà đặt cái tư thế này thì cái sự kích thích của nó không có, tức là khi đặt cái chân ở tư thế này thì đứa trẻ nó không bị kích thích, nó không được kích, nó không bị kích thích thì nó sẽ ăn uống nó độc lập hơn. Còn các em để cho đứa trẻ nó ngồi tự do mà chúng ta không chêm cái chân nó lên, chúng ta để cho nó ngồi duỗi cái chân, mà khi cái duỗi cái khớp gối thì nó kích thích các cơ, và kích thích các cơ thì nó sẽ năng động, nó sẽ đa động, chứ không phải năng động, nó đa động các cái cơ. Và chính nó đa động các cơ này nó làm cho hai cái tay đứa trẻ nó cũng hoạt động không chủ đích, không điều khiển được, và chính vì thế cho nên đứa trẻ nó không thể nào nó bưng cơm nó ăn được. Để tránh cái này thì người ta đặt chêm cái miếng chêm này lên, giúp cho đứa trẻ bài nào cũng ngồi tốt hơn. Hoặc là những đứa bị đau cái khớp gối, người ta lại chêm ở tư thế này nó đỡ đau hơn. Đây là một cái ghế cho trẻ bài nào. Cái ghế này thì các em thấy nó rất là hay, nó có một cái cơ chế là làm cho đứa trẻ nó ngồi được trong không này, nó có một cái đai dự cho đứa trẻ nó không gập không nghiêng qua. Phía trước này là cái mặt bàn, đứa trẻ nó bỏ các cái đồ lên đây và có thể ăn uống. Dưới này cái chân có một cái điểm mà các em sẽ thấy nó là hơn tất cả các cái ghế bình thường, là người ta đang đặt ở đây là một cái trụ ở giữa này, một cái trụ ở giữa đây, cái trụ ở giữa này, thấy chưa? Các em thể thấy cái trụ ở giữa này, cái trụ ở giữa này đường kính nó phải 10 cm trở lên, tùy theo đứa trẻ lớn thì cái đấy. Và các em thắc mắc là cái trụ này có mục đích gì biết không? Rất nhiều em cứ nghĩ là tại sao chúng ta phải bỏ cái trụ này làm cho đứa trẻ nó ngồi nó vướng víu, thì cái trụ này là mục đích để làm cho hai cái đùi này nó dang ra. Và đây là một trong cái thuyết Bô Bát, là thuyết tạo thuần, có nghĩa là khi hai cái đùi này dang ra nó không kép thì nó có tác dụng, thứ nhất là cái cơ khép đùi này nó không bị co rút. Thứ hai, ở tư thế này thì nó không bị kích thích, và khi không bị kích thích cái hoạt động của chân thì nó không kích thích cái hoạt động của hai tay. Các em nên nhớ ở một cái đứa trẻ mà đứa trẻ bị bài não thì nó các cái hoạt động mà đùng vặn của nó không kiểm soát được, có nghĩa là một tay nó hoạt động thì tay kia nó cũng hoạt động. Ví dụ như cái tay này nó muốn nhặt một cái vật gì đó, ví dụ thầy giới thiệu ví dụ tay phải này muốn nhặt cái vật gì đó thì cái tay trái nó cũng hoạt động, tay phải mà nhặt cái gì tay trái nó cũng hoạt động, nó hoạt động theo, chứ gọi là
cái điều hợp này nó không kiểm soát được. Còn chúng ta kiểm soát được cái điều hợp này là chúng ta hoạt động một tay đơn thuần, là chúng ta cầm nắm cái tay này thôi, còn cái tay kia chúng ta không hoạt động. Nhưng đứa trẻ mà não là tổn thương não, nó làm cho cái não nó không kiểm soát về cái này, cho nên cái tay này hoạt động thì cái tay kia nó cũng hoạt động. Ví dụ tay này nó đưa cầm nắm vậy, tay kia nó cũng thế, rồi cái cổ nó cũng gẹo qua gẹo lại, ngoài cái cổ ra cái chân nó cũng hoạt động qua hoạt động lại, nó co rút toàn bộ các cái cơ, toàn thể cơ thể nó bị kích thích luôn. Thế thì người ta đặt cái trụ này để mục đích đó, tạo thuận hai cái chân này nó không bị kích thích thì hai cái tay đứa trẻ nó hoạt động được tốt hơn. Các em chú ý như vậy, chứ đừng sau này thấy gỡ dù đi nha, có cái sáng cải tiến nó thật cái lùi đấy. Cái này là cái bàn tâm giác, cái này thì nó cũng kiểm soát được cái đứa trẻ nó ngồi, nhưng nhược điểm là nó không có cái trụ ở giữa, cái trụ nó vẫn là tốt hơn đấy. Còn cái trường hợp này á, là có cái trụ, các em nào thấy có cái trụ đây, đứa trẻ ngồi ở đây, thì cái bàn này bằng tam giác, chúng ta làm ba cái miếng gỗ tam giác như thế này, và chú ý chúng ta phải có cái trụ này, để nhớ cái chức năng của trụ này rất là tốt để giảm cái kích thích của đứa trẻ. Đây là một vài cái dụng cụ, ví dụ cái này là dụng cụ đứng, thì để cái này là kiểm soát hai cái đầu gối đứa trẻ đứng vô đây, cái này giữ ở vùng lưng và đứa trẻ đứng lên, thì dùng vùng này rất đơn giản thô sơ thôi. Nhưng nếu chúng ta về quê, chúng ta có một cái cách để chúng ta làm đơn giản như vậy, cũng giúp cho một cái đứa trẻ mà khuyết tật, đứa trẻ nó không đứng được, và chính nó không đứng được thì nó không phát triển về vấn đề khác, cho nên chúng ta cho đứa trẻ nó đứng. Và đây là một vài cái ghế ở vùng quê để làm cho đứa trẻ nó đứng thôi. Đấy. Cái xe. Xe này là xe mũi tên. Đấy, giờ các em thấy xe mũi tên rồi. Có hình mũi tên này. Nó khác cái xe, cái không tập đi nha. Cái xe mũi tên này á, thì nó có 4 bánh. Cái không tập đi nó chỉ có 2 bánh. Và các em hình dung là cái xe mũi tên này thì tại sao là có các cái bánh ở trên này, thấy chưa, bốn cái bánh ngang này nó có tác dụng gì? Bởi vì khi đứa trẻ nó kiểm soát, nó đẩy chiếc xe nó chạy, và nó chạy thì nó sẽ không kiểm soát được và có thể nó tông vào các cái tường. Và chính khi tông các tường thì cái bánh ngang này nó sẽ cản trở, nó sẽ giúp đứa trẻ chỉnh hướng và nó khỏi bị tông vào tường, mà nó làm đó cái mũi tên là chuyển hướng đi chỗ khác, và đứa trẻ nó chạy lăn quanh trong cái phòng này liên tục, nó không bị dừng lại. Nếu chúng ta không có cái bánh xe nằm ngang này thì chúng ta sẽ, đứa trẻ nó sẽ tông vào tường và gì, tường nó giữ lại, và đứa trẻ nó không biết, nó không biết cách lùi đâu. Những đứa trẻ này nó không bao giờ có một cái khái niệm là lùi được, mà nó chỉ có tiến thôi, nó chỉ có đẩy tới, những thầy nào nó đụng vô tường nó đẩy lui được. Và chính vì thế người ta tạo ra cái này, và khi nó đụng vô tường thì nó chuyển hướng cái mũi tên đi chỗ khác, và đứa trẻ nó cứ thế nó đạp và lăn quanh khắp cái tường này, cái phòng của họ, cái phòng của đứa trẻ. Cái bàn này thì nó cắt cái nứt và đứa trẻ nó tập đứng lên, các cái nứt này nó cầm nó đứng dần dần lên. Một vài cái gậy thì cái này thầy hướng dẫn gậy rồi, đây làm gậy từ gốc cây thôi, cây tre rồi cái mây rồi các cái cây khác, gậy nút và tất cả. Bây giờ thì nhiều gậy cũng là nàng chủ rồi, xong cây song song thì những cái phục hồi chức năng ở tại địa phương thì cái cần thiết cái này. Một vài cái hình ảnh vẽ các em thấy đơn giản để sử dụng cho đứa trẻ, thấy chưa, tắm rửa, cái này tất cả mọi cái đều sinh hoạt độc lập, đứa trẻ có thể tự làm hoặc là người mình có thể tự làm, tức là tự thiết kế ra để cho mình tự đáp ứng cái nhu cầu và cái khả năng của mình. Xin cảm ơn các em đã lắng nghe cái bài giới thiệu sơ về một vài dụng cụ của thầy. Có em nào có ý kiến thêm không?
Alo, các em nghe không? Dạ có thầy. Ừ. Dạ thầy cho lớp xin slide bài giảng với ạ. Cái này thì thầy đã mail cho các em rồi nhỉ? Dạ dạ. Nói chung các em nắm một vài điểm thôi cũng không cần gì nhiều, sau này khi các em đi thực tế làm sao là các em sẽ thấy. Học thì học suốt đời. Thầy cũng nói một vài điểm mà các em chú ý thôi, chứ còn tất cả sách vở thì nó có trong hết rồi. Nhất là ở đây thì có giáo sư Google rồi, cứ hỏi là giáo sư chỉ ngay. Quan trọng chúng ta có hiểu và chúng ta có làm tốt cho bệnh nhân hay không. Okay, nếu không có em nào mà cần hỏi thêm, trao đổi thêm thì chúng ta kết thúc ở đây nha. Có em nào ý kiến được không? Nếu không thì chúng ta kết thúc ở đây. Xin chào các em và hẹn các em gặp lại. À, có một em đang còn nhắn cho thầy để thầy xem. Dạ, tập vận động trị liệu bao nhiêu một ngày là đủ? Vận động trị liệu tức là cái hoạt động của cái cơ mà chúng ta tập, thì vận động có là vận động thụ động, vận động chủ động và hoạt động trị liệu. Nếu vận động chủ động, vận động thụ động có nghĩa là kỹ thuật viên tập, thì cái này thì các em nên nhớ là trong cái hoạt động trị liệu thì càng nhiều càng tốt, chứ không phải là có thời gian hạn định. Điều kiện ví dụ như vận động thụ động, một người tập cho bệnh nhân, ví dụ một kỹ thuật viên họ tập, hay là một người nhà họ tập cho bệnh nhân, cái vấn đề thời gian đó là họ tập bao lâu, họ tập nửa tiếng, họ tập một tiếng, họ tập hai tiếng, ok, tập khi nào bệnh nhân cảm giác là mỏi cơ hoặc là mệt thì họ nghỉ. Thấy chưa? Ví dụ như một cái bệnh nhân bị cứng khớp mà chúng ta tập vận động chủ động, ta ép các khớp nó mềm ra, thì chúng ta không thể nào tập một tiếng được. Thấy chưa? Bởi vì một tiếng mà lại ép cho bệnh nhân đau thì họ đau, họ rất là đau. Cho nên chúng ta chỉ tập trong vòng 15 đến 20 phút cho giãn cái khớp ra. Ví dụ như co rút cái cơ, chúng ta kéo giãn cái co rút cơ mà chúng ta kéo giãn một tiếng đồng hồ là bệnh nhân ấy đuối đờ và kỹ thuật viên cũng đuối đờ, cái người tập cũng đuối đờ. Thấy chưa? Nhưng mà nếu chúng ta tập vận động cho một cái tay chân bị liệt, thì khi liệt rất là yếu cơ, thì chúng ta tập càng nhiều càng tốt. Thấy chưa? Một cầu thủ ra sân, họ chạy tốt là nhờ họ, quá trình họ luyện tập, họ tăng thời gian lên. Lúc đầu là họ chạy 1 tiếng, sau chạy 2 tiếng, sau chạy 3 tiếng. Như vậy là tùy theo cái phương thức vận động mà bệnh nhân có thể sử dụng nhiều ít. Còn như hoạt động trị liệu thì càng nhiều càng tốt. Hoạt động trị liệu thì càng nhiều càng tốt. Thực tế ra mà nói thì tất cả bệnh nhân đều lười hết, bảo họ làm họ lười lắm, họ nằm họ chờ cho ông kỹ thuật viên đến đưa cái tay chân, đưa cái tay lên xuống mấy cái là họ thấy ok thôi, cho họ không tập đâu. Nhưng mà mình phải giải thích, mình phải động viên cho họ tập. Rồi em hiểu chưa, clear chưa? Có em nào có ý kiến nữa? Có em nào cần trao đổi thêm? Nếu không trao đổi thêm thì hẹn gặp lại các em lần sau. Xin chào. Dạ lớp cảm ơn thầy nhiều ạ. Dạ hai hai. Chúc các em cuối tuần vui vẻ. Dạ.